nga bắn hạ hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái của ukraine Tổng thống Zelensky vô tình làm lộ mặt các phi công của Ukraine đang được huấn luyện lái F-16. Nga thừa nhận sự nguy hiểm của UAV Ukraine nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho Moscow. Mỹ cảnh báo NATO cảnh giác Trung Quốc vì hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo sau vụ thử vệ tinh thất bại. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm, một số cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa chiến thuật ATACMS, máy bay không người lái và xuồng không người lái. Lực lượng phòng không đã bắn hạ 8 tên lửa chiến thuật ATACMS trên biển Azov, 8 máy bay không người lái đã bị chặn trên biển Đen, ngoài khơi bờ biển bán đảo Crimea. Ngoài ra, hai chiếc xuồng không người lái đang di chuyển về phía bán đảo Crimea đã bị phá hủy ở biển Đen. Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố tiến hành một cuộc tấn công tầm xa phá hủy một tàu quét thủy lôi của Nga. Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định theo thông tin cập nhật, lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn trúng tàu tên lửa Tersiklun thuộc dự án 22800 của Nga ở Sevastopol trên bán đảo Crimea. Hải quân Ukraine sau đó tuyên bố trên mạng xã hội X rằng khinh hạm Tersiklun đã bị phá hủy. Phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmitry Pletenchuk khẳng định Tersiklun là tàu mang tên lửa hành trình cuối cùng của Nga đóng trên bán đảo Crimea. Nga tuyên bố sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Khinh hạm Tersiklen được đóng tại xưởng tàu Koch và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vào tháng 6 năm 2023. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu này có giá 2 tỷ rúp, tương đương hơn 22 triệu đô la Mỹ. Ông Pleiten chắc khẳng định trên truyền hình rằng tàu Tersiklen chưa bao giờ bắn tên lửa hành trình kể từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tác chiến. Không có hạm đội hải quân hùng mạnh, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và xuồng không người lái vào hạm đội biển đen của Nga trong cuộc xung đột kéo dài 27 tháng qua. Hải quân Ukraine khẳng định các cuộc tấn công đã khiến Nga phải rút hầu hết tàu thuộc hạm đội biển đen ra khỏi bán đảo Crimea. Ông Pletenchuk còn nói rằng trong số 5 tàu chiến thuộc dự án 22800 của Nga có 2 chiếc đã bị phá hủy, 2 chiếc đã được đưa về biển Caspia và một chiếc hiện đang ở xưởng đóng tàu. Giới chức Kiev nói rằng các cuộc tấn công đã cho phép Ukraine giành thế chủ động ở Biển Đen và làm suy yếu khả năng của Nga trong việc thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine từ biển. cố vấn bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất để tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. cố vấn bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Yuriy Sak nói. Vương quốc Anh đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow và chúng tôi đã sử dụng chúng. Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Kiev có quyền tấn công Nga bằng vũ khí do Anh cung cấp. Trả lời phỏng vấn Bloomberg TV khi được hỏi liệu lực lượng Ukraine có ý định sử dụng vũ khí nước ngoài để chống lại mục tiêu ở xa chiến tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hay không, ông Jurisak nói điều này đã xảy ra. Moscow từng cáo buộc Kiev sử dụng vũ khí của Anh để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào khu vực của Nga. Hồi Đầu tháng 5, quan chức Bộ ngoại giao Nga sẽ gây Beliaf tuyên bố vũ khí do Anh cung cấp đang được quân đội Ukraina tích cực sử dụng trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở Donbas cũng như nhiều khu vực khác. Trong khi đó, Ukraina tiếp tục yêu cầu thêm nhiều nước bật đèn xanh cho Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoài Vương quốc Anh, một số quốc gia khác bao gồm Ba Lan và Latvia cũng đã đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí tài trợ tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO mới đây lên tiếng ủng hộ Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí phương Tây. Theo đó, ông Jens Stoltenberg cho rằng các quốc gia cung cấp vũ khí Ukraine nên để nước này tự do sử dụng chúng để tấn công mục tiêu quân sự ở Nga. Moscow nhiều lần cảnh báo chống lại động thái nêu trên của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh những cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga bằng vũ khí phương Tây đang thể hiện sự leo thang nghiêm trọng của cuộc xung đột. Ông Putin cảnh báo phương Tây về nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh toàn cầu vì Ukraine. Ông nói rằng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ đồng nghĩa với việc hành tinh này chỉ còn một bước nữa là đến thế chiến thứ ba. Trong khi đó, các đồng minh châu Âu, các nhà lập pháp và các quan chức Ukraine đang gây sức ép lên Nhà Trắng để thúc đẩy Washington xem xét cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga. Cùng lúc, Nga đang đạt được những tiến triển lớn trên chiến trường. Do đó, theo tờ Politico, Tổng thống Joe Biden và nội các ngày càng lo ngại về khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Moscow, đặc biệt là cuộc tiến công gần đây nhất vào thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Trong chuyến thăm Moldova ngày 29 tháng 5, Ngoại trưởng Antony Blinken đã phát đi tín hiệu cho thấy việc Washington có thể thay đổi chính sách. Theo ông Blinken, một đặc điểm trong cách tiếp cận của chính quyền ông Biden đối với Ukraine kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự hai năm trước là điều chỉnh phù hợp khi tình hình thay đổi, chiến trường thay đổi, hành động của Nga thay đổi. Ông Blinken nói, chúng tôi cũng đã thích ứng và điều chỉnh, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Ngay sau đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, mặc dù khẳng định rằng hiện vẫn chưa có sự thay đổi trong chính sách, cũng lưu ý rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã thích ứng một cách phù hợp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga vẫn đang cố cản trở hội nghị thượng đỉnh hòa bình thế giới vào tháng tới nhằm giải quyết xung đột và gây áp lực buộc các nước tránh xa cuộc họp. Đồng thời nhấn mạnh, hiện giờ gần 100 quốc gia và tổ chức quốc tế hiện đã tham gia các nỗ lực toàn cầu để giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Ông Zelensky muốn hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 15, 16 tháng 6 tại Thụy Sĩ sẽ tạo ra một mặt trận để gây áp lực lên Nga và thúc đẩy công thức hòa bình của ông, vốn kêu gọi Nga rút quân và khu vực biên giới năm 1991 của Ukraine. Trong khi đó, Nga đã kêu gọi các nước không dự hội nghị ở Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các nước Nam Bán Cầu từ chối tham gia hội nghị ở Thụy Sĩ với Ukraine và không khuất phục trước áp lực của phương Tây về vấn đề này. Ông Lavrov nhấn mạnh, mục tiêu của sự kiện ở Thụy Sĩ không phải là xem xét cách giải quyết xung đột như đã được tuyên bố, mà là phát triển và đưa ra một tối hậu thư mà Nga không thể chấp nhận được. Nga cũng đã không được mời dự hội nghị tại Thụy Sĩ và Moscow coi sự kiện này là vô nghĩa nếu nước này không tham dự. Liên quan đến tình hình xung đột, cơ quan quân sự vùng Sumy, Ukraine cho biết quân đội Nga đã tiến hành 17 cuộc tấn công vào khu vực này, gây ra 68 vụ nổ lớn. Theo cơ quan này, quân đội Nga đã tấn công tên lửa vào khu vực hành chính Krasnopilia, làm ít nhất hai người thiệt mạng và 5 người bị thương. Các khu vực khác như Miropilia và Salinie, Rusba cũng bị nã pháo và rocket, gây ra 38 vụ nổ dung chuyển. Trong khi đó, khu vực Velika, Pisarivka bị máy bay không người lái Nga tấn công. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định việc Nga tập trung một cụm binh sĩ hạn chế và phối hợp rời rạc theo hướng Sumy, tỉnh láng giềng của Kharkov cũng có thể giúp nước này đạt được hiệu quả theo ý đồ mong muốn là thu hút thêm và giam chân các đơn vị Kiev ở khu vực biên giới. ISVK tiếp tục đánh giá rằng ngay cả hoạt động hạn chế của Nga ở các khu vực khác của biên giới cũng dẫn đến việc kéo căng lực lượng Ukraine dọc theo mặt trận rộng lớn đồng thời tạo ra mối đe dọa có thể xảy ra các cuộc đột kích các vùng biên giới khác bên cạnh khu vực phía Bắc Kharkov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa vô tình làm lộ mặt các phi công đang được huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16 ở Bỉ khi công bố video chuyến thăm tới căn cứ messbroek Theo Avia Pro, vụ việc trên vấp phải sự chỉ trích của nhiều người vì hành động bất cần của Tổng thống và cách xử lý thông tin không đúng có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của các phi công này các nhà bình luận và một số nhân vật của công chúng ở Ukraine đã bày tỏ sự giận dữ trên mạng xã hội, cáo buộc Tổng thống gây nguy hiểm cho các phi công. Do cuộc xung đột với Nga đang diễn ra, số lượng phi công đủ tiêu chuẩn của Ukraine còn hạn chế, nên những hành động sơ ý của Tổng thống Zelensky có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo trang web của Tổng thống Ukraine, trong chuyến thăm làm việc ở Bỉ ngày 28 tháng 5, ông Zelensky đã tới căn cứ quân sự Mesbroek để xem máy bay chiến đấu F-16 và nói chuyện với các giảng viên phi công người Bỉ gặp gỡ các phi công và binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện cũng như học cách bảo dưỡng máy bay chiến đấu tại đây. Phát biểu trước các phi công và quân nhân Ukraine đang được huấn luyện, ông Zelensky nói, tôi chúc bạn hoàn thành tốt khóa đào tạo của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng tôi trông cậy vào bạn và chúng tôi đợi bạn ở nhà. Trước đó, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo tuyên bố, tiêm kích F-16 sẽ được cung cấp cho Ukraine sớm nhất có thể. Mục tiêu của chúng tôi là chuyển chiếc F-16 đầu tiên trước cuối năm 2024. Ông cũng khẳng định mục đích của thỏa thuận chuyển chiến đấu cơ này là dành cho lực lượng vũ trang Ukraine bảo vệ lãnh thổ. Bỉ sẽ chuyển 30 tiêm kích F-16 đến Ukraine trong khuôn khổ gói hỗ trợ 1 tỷ đô la Mỹ của nước này dành cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần lên tiếng rằng nước này cần tăng cường hệ thống phòng không và tái thiết lực lượng không quân, vốn đã chịu nhiều ảnh hưởng sau 2 năm xung đột. F-16 được trang bị tên lửa tầm xa có thể hỗ trợ nâng cao năng lực tấn công của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky từng khẳng định nhiệm vụ của chúng tôi là đưa chiếc F-16 đầu tiên vào chiến trường trong năm nay. Hà Lan, Đan Mạch cùng Na Uy trước đó cam kết hỗ trợ cung cấp cho Ukraine nhiều chiếc F-16. Không quân Mỹ đang đào tạo các phi công của Ukraine vận hành loại tiêm kích này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào tháng 12 năm 2023 cảnh báo rằng Moscow sẽ có những chiếc F-16 do Ukraine vận hành là mục tiêu hợp pháp. Chiến dịch vượt biên giới tấn công vào Kharkov mà Nga phát động cho thấy Ukraine thiếu nhân lực và khí tài nghiêm trọng, cùng khả năng phòng ngự kém. Khi Moscow bất ngờ vượt qua biên giới vài km ở khu vực Kharkov, tình báo Mỹ cũng đã vô cùng bất ngờ. Có thể nói, Nga đã giáng một đòn mạnh vào hệ thống tình báo quân đội Mỹ và khiến họ chợt nhận ra rằng hệ thống trinh sát của mình không hoàn hảo. Như vậy, về mặt kiểm soát tình hình tiền tuyến, Mỹ và phương Tây đã dần chuyển từ thế thống trị sang thế bị động. Hiện nay, Mỹ và phương Tây có hơn 300 vệ tinh dùng để trinh sát trong đó có hơn 100 vệ tinh chuyên phục vụ tiền tuyến ở Ukraine. Trong những ngày đầu xung đột bùng nổ, sau đòn thọc sâu chớp nhoáng đến gần Kiev, các vệ tinh của Mỹ và phương Tây đã phát hiện ra những điểm yếu của Nga và lên kế hoạch cho Ukraine tiến hành một cuộc phản công dữ dội, gây thiệt hại lớn cho lực lượng Moscow. Nhưng hiện tại, khi Nga áp dụng các biện pháp đối phó tương ứng, hiệu quả trinh sát của quân đội Mỹ đã bắt đầu giảm đi đáng kể. Ngay cả hoạt động quân sự quy mô lớn do Moscow phát động ở Kharkov cũng không thể bị vệ tinh nhìn thấy được. Để tránh lặp lại tình huống khó xử như trên, Mỹ và phương Tây gấp rút đầu tư thêm vệ tinh và các lực lượng trinh sát khác để ra soát tiền tuyến, theo dõi, giám sát mọi hướng, nỗ lực thu thập thông tin trong thời gian thực nhằm giúp Ukraine tiếp tục kháng cự. Việc Mỹ và phương Tây tăng cường nỗ lực theo dõi, giám sát tiền tuyến vì các hoạt động quân sự gần đây của quân đội Nga đã vượt quá sự tính toán của họ, khiến Ukraine phải lâm vào thế phòng ngự bị động trên khắp các mặt trận. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Lavrov dẫn lời các chuyên gia phương Tây cho rằng NATO nên giải tán sau khi Liên Xô tan rã và đối trọng của nó là khối hiệp ước Warsaw cũng không còn. Việc khối này còn tồn tại là sai lầm. Nhưng thực tế là không ai có kế hoạch làm như vậy, ông nói. Theo ông Lavrov, nhà kinh tế khoa học chính trị người Mỹ Jeffrey Sachs cũng có chung quan điểm về sai lầm khi không giải tán NATO vào thời điểm đó. Ông cho biết, bây giờ chúng tôi có thể chắc chắn lý do khiến NATO không bị giải tán chính là tham vọng không thể cưỡng lại của Mỹ nhằm duy trì quyền kiểm soát châu Âu thông qua liên minh quân sự này. Nga đã nhiều lần phản đối mở rộng NATO, coi đây là mối đe dọa an ninh quốc gia. Moscow mô tả NATO là công cụ đối đầu và gian đe nhằm vào Nga, đặc biệt quan ngại về khả năng Ukraine gia nhập liên minh. Nói mong muốn này của Kiev là một trong những lý do chính khiến xung đột bùng phát. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vào năm 2022 cũng từng cho rằng thế giới văn minh không cần một liên minh quân sự như NATO. Họ nên an năn trước nhân loại và giải thể với lý do là tổ chức tội phạm. tờ Politico đưa tin cam kết của Bỉ vừa qua rằng Bruxelles sẽ gửi lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên tới Ukraine trong năm nay, đi kèm với lời cảnh báo rõ ràng tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng đừng để các máy bay này bay trên lãnh thổ nga. Gần đây, Ukraine và Bỉ đã ký một thỏa thuận an ninh trong đó có điều khoản về việc cung cấp 30 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Động thái này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev trước kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Tổng thống Ukraine tuyên bố hôm 28 tháng 5 trong chuyến thăm Bỉ, ông và Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo đã đồng ý về một kế hoạch bao gồm ít nhất 977 triệu euro viện trợ quân sự của Bỉ cho Ukraine trong năm nay. Khi được hỏi liệu F-16 có thể được sử dụng ở Nga hay không, ông de Croo cho biết, về việc sử dụng vũ khí Mọi thứ được đề cập trong thỏa thuận này đều rất rõ ràng. F16 được sử dụng bởi lực lượng phòng vệ Ukraine trên lãnh thổ Ukraine. Máy bay phản lực F16 là ưu tiên hàng đầu của ông Zelensky bởi máy bay chiến đấu hiện đại được coi là chìa khóa để tăng cường phòng không đối phó với Nga. Gần đây, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột. Ukraine cần thêm không chỉ đạn dược mà còn các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu từ phương Tây để đối phó đà tiến công của Nga. Ông Zelensky cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP đầu tháng này, Tôi tin rằng chúng tôi hiện chỉ có khoảng 25% những gì chúng tôi cần để bảo vệ Ukraine, đó là về phòng không. Về máy bay chiến đấu, Kiev cần từ 120 đến 130 máy bay hiện đại để Nga không có ưu thế trên không. Tổng cộng, chúng tôi cần phi đội F-16 với số lượng mà tôi đang nói đến để có sự ngang bằng với Nga. Nga nhiều lần tuyên bố việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của Nga, cũng như không làm thay đổi mục tiêu kế hoạch quân sự của nước này Moscow cũng đe dọa sẽ phá hủy máy bay chiến đấu F-16 và cho rằng tiêm kích phương Tây không thể so sánh với máy bay chiến đấu Su-35. Bất chấp đe dọa của Nga, Ukraine vẫn yêu cầu phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 và tin rằng chúng có thể là những yếu tố thay đổi tình thế trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã phản nàn rằng các điều kiện ràng buộc với cách sử dụng vũ khí của Mỹ và một số nước phương Tây cho phép các lực lượng của Nga tấn công từ trong lãnh thổ nước này mà không đối mặt với rủi ro và cản trở khả năng của Kiev trong việc đẩy lùi đối phương. Ông Yahor Chenyev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Ukraine cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Chúng tôi có thông tin từ các cơ quan tình báo về việc Nga tăng cường lực lượng ở bên kia biên giới, nhưng chúng tôi không thể tấn công họ để ngăn cản cuộc tấn công này. Ông cho biết, chúng tôi phải chờ tới khi họ đi qua biên giới và phải trả giá bằng nhiều sinh mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các nước phương Tây đang hỗ trợ Ukraine tấn công vào Nga nên nhận thức được những gì họ đang làm. Ông nhận định, các nước nhỏ ở châu Âu kêu gọi tấn công trực tiếp vào Nga nên nhớ rằng họ là những nước đông dân và việc này đang tạo thành những điều đe dọa tới họ. Theo Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã tấn công mạnh mẽ vào phòng tuyến ở Pokrovsk. Tổng cộng 25 cuộc tấn công đã được ghi nhận và quân đội Nga đã đạt được thành công một phần. Cơ quan này cho biết tình hình chung trên các mặt trận vẫn căng thẳng nhưng đã được kiểm soát lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực của quân đội Nga. Chỉ trong vòng một ngày, khoảng 110 cuộc giao tranh đã được ghi nhận. Lực lượng Nga đang cố gắng tận dụng lợi thế về nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ trên không. Quân đội Nga đang tranh thủ lúc Ukraine chưa nhận được đủ vũ khí và quân số bổ sung để kéo giãn hơn nữa lực lượng đối phương hạ sĩ khí của Ukraine bằng đòn đánh vào Kharkov. Trước đó, các nhà phân tích quân sự cho rằng các cuộc tấn công của Nga khó có thể lan tới đường phố Kharkov. Quân đội Ukraine được cho là đã xây dựng hệ thống phòng thủ phức tạp xung quanh thành phố như hàng trăm dặm chiến hào, dây thép gai, mìn và răng rồng, cách những người lính gọi các khối hình kim tự tháp có thể ngăn chặn xe tăng. Các quan chức Ukraine từ Tổng thống Zelensky trở xuống cũng tuyên bố đang gấp rút tăng viện. Giới chức Ukraine từng tin rằng sẽ mất hàng tháng trời để Nga chiếm được thành phố Kharkov. Điều đó đúng nếu quân đội Nga đặt mục tiêu kéo cờ lên thành phố từng là thủ đô của Ukraine. Nhưng nếu Nga chỉ muốn làm tiêu hao sinh lực đối phương bằng cách chiếm các khu định cư gần Kharkov, họ hoàn toàn có thể làm được. Các quan chức quân sự Ukraine nhấn mạnh Nga đã tấn công khu vực biên giới phía Bắc để đánh lạc hướng lực lượng Ukraine ở phía Nam, nhưng nỗ lực đó không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự tin rằng cuộc tấn công vào Kharkov có thể là một phần trong chiến lược của Nga, không nhất thiết là mở một tuyến tấn công mới vào Kharkov. Nga dường như đang muốn biến đây thành thỏi nam châm hút lực lượng Ukraine khỏi các chiến trường khác nơi lực lượng Ukraine vốn đã kiệt sức. Chiến sự gần Kharkov được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn nữa khi Nga tấn công quyết liệt hơn để tạo sức ép buộc Ukraine phải rút quân chỗ khác về giải vây. Nói với New York Times, ông Mick Ryan, một tướng người Australia đã nghỉ hưu và là thành viên tại Viện Nghiên cứu Lowy, trụ sở ở Australia, nhận định các cuộc tấn công hiện nay có vẻ là quy mô nhỏ nhưng mục đích là nhằm làm suy giảm tinh thần của người Ukraine, cả dân sự và quân sự. Nếu Ukraine quyết định giữ vững vị trí bằng mọi giá, họ sẽ mất thêm quân và lực lượng sẽ ngày càng nhỏ hơn. Tạp chí Free Affairs, gọi tắt là FA của Mỹ đã xuất bản bài phân tích, trong đó nói về một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trên thị trường dầu mỏ quốc tế do những cuộc tấn công được lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ấn phẩm này cho biết vào cuối tháng 3, Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động khoảng 14% tổng số nhà máy lọc dầu của Nga, buộc Moscow phải áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong thời hạn 6 tháng. Động thái này của Kiev tỏ ra rất thành công khi các công ty dầu mỏ Nga bắt đầu cung cấp ít chế phẩm xăng dầu hơn cho thị trường nội địa và không còn hàng hóa để xuất khẩu. Điều này dẫn đến giá dầu thế giới giảm và gây bất ổn cho thị trường bộ ngoại giao tuyên bố rằng nga sẽ mất rất nhiều thời gian và nguồn lực để sửa chữa những cơ sở bị hư hỏng bởi vì các nhà máy lọc dầu là những công trình phức tạp đòi hỏi thiết bị công nghệ cao trong khi phần lớn lại là hàng nhập khẩu mà moscow không thể có ngay được vào lúc này chưa dừng lại ở đây việc thiếu hụt các nhà máy lọc dầu dự báo sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội nga tờ fa nói rõ những cuộc tấn công do ukraine thực hiện nhằm vào các nhà máy lọc dầu của nga hiện làm được điều mà chế độ trừng phạt tỏ ra bất lực không đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu hay gây tăng giá, các cuộc tấn công nói trên làm giảm doanh thu của Nga, đồng thời làm giảm khả năng chế biến dầu thô thành nhiên liệu cần thiết để vận hành xe tăng hay máy bay. Ở chiều ngược lại, Nga cũng đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina. Theo tờ báo Kyiv Independent, phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia hồi đầu tháng 5, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraina Heman Halutchenko cho biết, chúng ta đang nói về tổn thất trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp tục và rõ ràng là tổn thất sẽ tăng lên. Những cơ sở chịu thiệt hại nặng nề nhất trong các cuộc tấn công là các cơ sở sản xuất nhiệt điện và thủy điện. Mới đây, nội các Ukraine quyết định phân bổ hơn 1,5 tỷ hryvnia, tương đương 38 triệu đô la Mỹ để khôi phục hai nhà máy nhiệt điện quan trọng trong lúc nước này đang thiếu điện trầm trọng. Khoản ngân sách này sẽ được chi cho việc xây dựng lại nhà máy Zmiyevskaya ở khu vực phía đông Kharkov và nhà máy Chipilia ở ngoài thủ đô Kiev. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan nhấn mạnh việc khôi phục nhà máy Zmiyevskaya nên được thực hiện càng nhanh càng tốt Nhà máy Zymevskaya có công suất 2.200 MW là cơ sở sản xuất điện lớn nhất ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, nhà máy Chipinska là cơ sở năng lượng quan trọng ở khu vực Kiev với công suất lắp đặt là 1.800 MW. Hai nhà máy này bị hư hại do xung đột tiếp diễn giữa Ukraine và Nga. Tình hình thiếu điện là một trong những khó khăn lớn nhất của Ukraine hiện nay. Trong một phát biểu hồi tháng 4, Thủ tướng Smihan đã kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong bối cảnh lượng điện nhập khẩu trong tháng tăng hơn 30% so với tháng 3. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ phân bổ hơn 7 tỷ hryvnia, tương đương hơn 180 triệu đô la Mỹ để khôi phục hệ thống năng lượng. Phát biểu tại một hội nghị an ninh ngày 29 tháng 5, ông Dmitry Bogdanov, người đứng đầu bộ phận tác chiến vô tuyến điện tử của lực lượng hàng không vũ trụ Nga cho biết, đối phương không đứng yên, giờ đây các máy bay không người lái có thể di chuyển trong phạm vi lên tới 2.500 km và nhiều khu vực của Nga đã nắm được thông tin này. Ông Bogdanov cho biết các biện pháp đã được thực hiện để bảo vệ thủ đô Moscow của Nga khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và các khu vực khác cũng đang nỗ lực phòng thủ. Kể từ đầu năm nay, Nga đã phải hứng chịu hàng loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng tại quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới, làm dung chuyển thị trường toàn cầu. Ukraine không chính thức xác nhận hay phủ nhận việc tấn công các nhà máy lọc dầu ở Nga, nhưng Kiev nói rằng những địa điểm như vậy là mục tiêu hợp pháp vì chúng hỗ trợ các hoạt động quân sự của Moscow. Cách đây ít ngày, báo Ukrainska Pravda dẫn thông tin từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Diiu cho biết một UAV của Diiu đã bay được khoảng cách hơn 1.800 km tới cơ sở của kẻ thù, lập kỷ lục mới về phạm vi hủy diệt của UAV cảm tử. Cơ sở bị tấn công là một trạm radar ngoài đường chân trời Vronetsk M, đặt tại thành phố Osk thuộc tỉnh Orenburg của Nga. Theo Ukraska Pravda, hậu quả của cuộc tấn công đang được xác định, trong đó truyền thông Nga nói rằng một chiếc UAV đã rơi gần thành phố Osk và mục tiêu của chiếc UAV này có thể là một cơ sở quân sự. Ukraska Pravda cho biết thêm, trước đây mục tiêu xa nhất bị UAV Ukraine tấn công là một cơ sở của Gazprom Neftekim tại thành phố Salavat ở nước Cộng hòa Baskotostan thuộc Liên bang Nga, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km không chỉ thiết lập kỷ lục về khoảng cách xa nhất tấn công được vào lãnh thổ Nga, UAV còn khiến người khác kinh ngạc khi có thể phá hủy hoàn toàn xe tăng Nga bằng một đòn tấn công duy nhất chỉ với đầu đạn nặng hơn 10 kg. Dựa trên một video do Lữ đoàn Cơ giới 47 của Ukraine đăng tải gần đây cho thấy, UAV FPV của đơn vị này trong một giao tranh đã phá hủy hoàn toàn xe tăng T-80 của quân đội Nga chỉ trong một lần tấn công. Điều đáng nói là chiếc xe tăng này đã được tăng cường thêm rát và thiết bị chống UAV. Thông thường một cuộc tấn công như vậy, UAV FPV của Ukraina chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho xe tăng Nga. Tuy nhiên lần này, chiếc T-80 đã nổ tung, phần tháp pháo cũng bị phá hủy. Bình luận về video này, chuyên gia quân sự Chen Telenko cho biết, có thể UAV FPV của Ukraina may mắn hoặc quân đội nước này đã có những cải tiến đối với loại vũ khí này. Ông Telenko phân tích Tôi cho rằng các công ty chế tạo UAV FPV của Ukraine đã lấy ý tưởng từ súng chống tăng RBS-56 của Thụy Điển để tạo ra các mẫu UAV chuyên chống xe tăng. RBS-56 là tên lửa chống tăng do công ty Bofors của Thụy Điển thiết kế, mang đầu đạn nặng 11 kg, được kích hoạt bởi các cảm biến ở mặt dưới tên lửa. Điều đặc biệt là đầu đạn RBS-56 theo hướng chúi xuống thay vì hướng về phía trước. Cách tấn công này được cho là nhằm vào lớp giáp mỏng ở phần trên của xe tăng. Trong trường hợp của chiếc T-80 Nga, dường như nó đã bị đầu đạn UAV Ukraine xuyên thủng qua thân xe và đâm vào kho đạn. Điều này dẫn đến một vụ nổ trực tiếp thổi tung tháp pháo xe tăng. Ông Telenko cho rằng chỉ với một thay đổi đơn giản như vậy đã khiến UAV Ukraine trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần. Ngày 29 tháng 5, chính phủ Thụy Điển cho biết nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là gói viện trợ lớn nhất Thụy Điển từng công bố cho đến nay. Phó Thủ tướng Thụy Điển F. Babut cho biết gói viện trợ bao gồm các thiết bị đứng đầu danh sách ưu tiên của Ukraine như vũ khí phòng không, đạn pháo và xe bọc thép. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson, gói viện trợ này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, bao gồm cả máy bay giám sát và kiểm soát trên không ASC 890 của Sáp, giúp kế ép chống lại các mục tiêu trên không và trên biển. Khả năng trong việc xác định và tấn công các mục tiêu tầm xa của Ukraine sẽ được tăng cường. Gói này cũng sẽ bao gồm một giải pháp tổng thể như đào tạo sử dụng thiết bị kỹ thuật và hỗ trợ phương pháp giám sát, chỉ huy và kiểm soát trên không. Ngoài ra, chính phủ Thụy Điển cũng đã công bố gói viện trợ mới cho Ukraine để đảm bảo nguồn cung năng lượng cho quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Bộ trưởng viện trợ Thụy Điển Johan Forsen nhấn mạnh việc tiếp cận năng lượng là điều thiết yếu để xã hội Ukraine, nền kinh tế và các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Theo ông Fausen, để tăng cường năng lực phục hồi cho Ukraine, Thụy Điển sẽ tăng viện trợ trong lĩnh vực năng lượng. Quân đội Nga gần đây thường xuyên nhắm mục tiêu vào các khu vực và thị trấn sai trên tuyến của Ukraine, sử dụng máy bay không người lái UAV và tên lửa dẫn đường, đồng thời tập trung tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng để gây mất điện diện rộng. Theo Bộ trưởng Fausen, gói viện trợ của Thụy Điển trị giá 650 triệu kroner sau 2 triệu đô la Mỹ sẽ chủ yếu dành cho máy phát điện, máy biến áp và pin mặt trời mục tiêu của gói này nhằm giúp các nhà máy điện của Ukraine có thể sản xuất điện. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Latvia Evika Silina cũng đề cập sáng kiến Liên minh Thiết bị bay không người lái UAV nhằm cung cấp 1 triệu UAV cho Ukraine vào mùa xuân tới. Theo nhà lãnh đạo Latvia, hơn 10 quốc gia đã tham gia sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro đồng thời đã ký kết thỏa thuận theo đó, Bồ Đào Nha sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá ít nhất 126 triệu euro, 137 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Trước những động thái trên của các nước phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đang theo dõi sát những phát ngôn của lãnh đạo phương Tây về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến thăm Uzbekistan, Tổng thống Putin cảnh báo các thành viên NATO ở châu Âu đang đùa với lửa nếu để Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ từ phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu. Một phân tích từ quân đội Áo về cuộc tấn công mà Ukraine tuyên bố nhắm vào một địa điểm radar hạt nhân của Nga làm dấy lên lo ngại lớn. Theo đài RT, các nguồn tin Ukraine tuần trước tuyên bố Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công vào địa điểm radar hạt nhân Pronet DM ở vùng Krasnodar, phía nam Nga gần thành phố Amavir. Mới đây, theo một phân tích của đại tá Marcus Reisner, được quân đội Áo đăng tải, cuộc tấn công trên được cho là có ý nghĩa quan trọng vì cơ sở này là một phần của hệ thống răn đe hạt nhân của Nga. Ông Reisner lập luận rằng, việc tấn công trạm radar khó có thể mang lại giá trị quân sự trực tiếp cho Kiev. Việc vô hiệu hóa nó sẽ làm giảm lượng thông tin tình báo mà Nga thu thập về các vụ phóng tên lửa đạn đạo Atak MS do Mỹ tài trợ của Ukraine. Những trạm này được thiết kế để phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay ở độ cao cao hơn nhiều so với vũ khí chiến thuật mà Ukraine sử dụng. Theo RT dẫn lời trong bản tin ngày 29 tháng 5, chuyên gia này cho rằng Mỹ có thể đã bật đèn xanh cho vụ tấn công để phản ứng trước việc Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong một số trường hợp nhất định. Ông Rechner viết, nếu đúng như vậy, có thể rút ra hai kết luận nữa. Thứ nhất, tình hình ở Ukraine cực kỳ nghiêm trọng. Và thứ hai, xung đột ở Ukraine lại gia tăng. Chuyên gia quân sự này cũng lưu ý rằng, một cuộc tấn công như vậy có thể đủ điều kiện để trả đũa bằng hạt nhân. Cuộc tấn công của Ukraine là lần đầu tiên một cơ sở phòng thủ hạt nhân chiến lược bị tấn công ở Nga hay bất kỳ quốc gia nào khác. Từ lâu đã nổi lên cuộc tranh luận giữa các chuyên gia quốc phòng về vấn đề phóng khi có cảnh báo, launch on warning. Nếu người Nga tin rằng đây là cuộc tấn công của NATO và các cơ sở hạt nhân của họ, điều đó có thể gây ra phản ứng đáp trả hạt nhân. Người Nga nghi ngờ Mỹ, đặc biệt là từ năm 2019, đã bí mật chuẩn bị kho vũ khí hạt nhân ở Đông Âu, chủ yếu ở Ba Lan và Rumani. Những yêu cầu gần đây của Ba Lan về việc bố trí vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ của họ, một phần là để đáp lại việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus là điều đáng lo ngại. Châu Âu và Nga vốn được bảo vệ bởi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF giữa Mỹ và Liên Xô, có hiệu lực vào tháng 12 năm 1987. INF hạn chế tất cả các tên lửa có tầm bắn từ 500 đến 5.000 km và có tính năng xác minh và kiểm tra chặt chẽ. Mỹ cáo buộc rằng một tên lửa hành trình mới mà người Nga đang phát triển ở Nga gọi là 9M729, NATO định danh là SSC-8, được cho là triển khai trên tên lửa hải quân Kinza, đã vi phạm hiệp ước INF. Trong khi đó, Nga cho biết 9M729 hoạt động dưới ngưỡng 500 km. Do cáo buộc này năm 2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước INF. Quyết định rút chính thức diễn ra vào tháng 8 năm 2019. Người Nga sau đó cũng chính thức rút khỏi hiệp ước. Ukraine có thể coi một cuộc tấn công như vậy là chuẩn bị nền tảng cho nhiều nỗ lực nhắm vào nga, hòng bù đắp tổn thất trong nước. Thì những cuộc tấn công như vậy cũng làm tăng mức độ lo lắng ở nga, có thể dẫn đến nguy cơ nước này tấn công vào các cơ sở của NATO hoặc thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. RT dẫn lời thứ trưởng quốc phòng Ba Lan, Cezary Tomczyk cho biết, Warsaw không phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây, bao gồm cả vũ khí do Ba Lan cung cấp, để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ nga. Bình luận của ông Tomzig được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây vẫn chưa thể thống nhất việc vũ khí tầm xa viện trợ cho Ukraine có thể được sử dụng để tấn công ngài hay không. Một số lãnh đạo châu Âu lập luận rằng không nên có lệnh cấm sử dụng vũ khí phương Tây, trong khi những người khác, đặc biệt là Mỹ, nhấn mạnh rằng hạn chế này là cần thiết để ngăn chặn xung đột gia tăng. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh ZET, thứ trưởng Tomzig nhấn mạnh rằng không có hạn chế nào đối với vũ khí Ba Lan cung cấp cho Ukraine và lập luận rằng các nước phương Tây khác cũng nên dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí mà họ đã chuyển giao cho Kiev. Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie ngày 29 tháng 5 tuyên bố nước này đang cung cấp vũ khí cho Ukraine và không hạn chế các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Người đứng đầu ngành ngoại giao Canada nói Nga không có làn danh đỏ, ở Canada không có điều kiện nào đối với việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Theo Ngoại trưởng Jolie, điều quan trọng là các quốc gia thành viên NATO phải cho Kiev thấy rằng họ luôn sát cánh bên Ukraine bất chấp những gì đang xảy ra. Cùng ngày, trang Liga Novosti cho biết Anh, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Czech, Thụy Điển và Estonia nằm trong số 10 quốc gia sẵn sàng cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Trước đó ngày 28 tháng 5, trong chuyến thăm Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi cho phép Kiev tấn công các cơ sở quân sự trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Tuy nhiên, theo ông, vũ khí do phương Tây cung cấp có thể được sử dụng để tấn công các cơ sở phóng tên lửa vào Ukraine, nhưng không được sử dụng để tấn công các cơ sở dân sự và cơ sở quân sự không tham gia vào hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các nước đồng minh nên một lần nữa xem xét khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để nhắm vào các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ lập trường không ủng hộ Kiev trong vấn đề này. Moscow đã nhiều lần kịch liệt lên án khả năng vũ khí phương Tây được sử dụng để chống lại Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, ông Stoltenberg đã vượt quá thẩm quyền của mình khi kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm. Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, các nước phương Tây nên biết rằng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga bằng vũ khí phương Tây sẽ thể hiện sự gia tăng nghiêm trọng của cuộc xung đột. Một số thành viên NATO cũng đã bác bỏ những lời kêu gọi tấn công nhiều hơn vào các mục tiêu ở Nga. Trong đó, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni kêu gọi NATO hết sức cẩn thận với những tuyên bố như vậy. Phó Thủ tướng Italia Matteo salvini cũng tuyên bố rằng NATO không thể buộc chúng tôi giết người ở Nga. Đồng thời nhấn mạnh, Rome chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine để tự vệ, chứ không phải để chiến đấu, tấn công và lại bỏ bên ngoài lãnh thổ của mình. Hãng thông tấn TASS và tờ VZGliad của Nga ngày 28 tháng 5 đồng loạt đưa tin, hơn 1.000 lính quân sự tư nhân cùng lính Lê Dương của Pháp đã có mặt tại vùng Donbass, Ukraine. TASS dẫn lời đại tá Vitaly Kiselev, chuyên gia quân sự của Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng cho biết, một số lính Pháp trong số này đã bị bắt giữ. Ông Kiselev nói, chúng tôi nhận được thông tin rằng hơn 1.000 lính quân sự tư nhân cùng lính Lê Dương của Pháp đã có mặt trên địa bàn Donbass, đã có những người bị bắt giữ. Viên đại tá đồng thời tiết lộ thêm rằng, lực lượng đặc nhiệm từ một số nước châu Âu cũng đã có mặt ở Ukraine. Họ tới với vỏ bọc là các huấn luyện viên người Ba Lan, Rumani và người vùng Baltic đến từ ba nước Estonia, Latvia và Litva nhằm hỗ trợ Kiev huấn luyện binh sĩ tại các cơ sở đào tạo ở Tây Ukraine. Trước đó vào tối 27 tháng 5, sau cuộc họp video với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lekonyu, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Sitsky đã ra thông báo chính thức rằng Pháp đang lên kế hoạch cử các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine để hỗ trợ đào tạo quân đội. Ông siski cho biết Ông đã ký các văn bản cho phép nhóm huấn luyện viên đầu tiên của Pháp tới các trung tâm đào tạo của Ukraine để xem xét cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ nhân viên. Tuy nhiên, theo tờ Top World của Nga, một đội huấn luyện viên của Pháp thực chất đã có mặt tại Ukraine cách đây một tháng và đang tích cực đào tạo binh sĩ Ukraine tại các trung tâm huấn luyện ở Lviv và Odessa. Tờ này cho biết thêm rằng hiện Paris và Kiev đã đồng ý triển khai thêm 300 quân nữa. Số quân này sẽ tới Ukraine vào cuối mùa hè để thiết lập thêm nhiều trại huấn luyện quân. Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky dự kiến sẽ tung ra lực lượng được huấn luyện đầy đủ vào mùa thu năm nay với kỳ vọng có thể đánh bại lực lượng Nga. Theo hãng thông tấn AFP, trong bài phát biểu tối 28 tháng 5, ông Putin nhấn mạnh liên bang Nga sẽ làm những gì mình thấy phù hợp, bất chấp sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine. Quân phương Tây tới Ukraine sẽ nằm trong phạm vi tiêu diệt của lực lượng vũ trang Nga. Tôi không nghĩ rằng đây là lựa chọn tốt. Đây là động thái làm leo thang tình hình và là một bước tiến nữa dẫn tới xung đột châu Âu cũng như toàn cầu. Họ thấy điều này cần thiết hay sao? Nhà lãnh đạo Nga lưu ý thêm về các tuyên bố của chính quyền Ba Lan liên quan tới việc điều quân đội tới Ukraine. Theo ông Putin, hiện đã có nhiều lính quân sự tư nhân Ba Lan tại Ukraine. Họ hoạt động ở đây lâu dài. Ông chủ điện Kremlin một lần nữa nhấn mạnh, những tuyên bố về việc một đội quân nước ngoài nào đó sẽ có mặt tại Ukraine nhằm giải phóng cho lực lượng của Kiev giành tay chống Nga là điều vô nghĩa. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết, Moscow đang theo dõi sát những phát ngôn của lãnh đạo phương Tây về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Chủ nhân Điện Kremlin nhắc lại, cách đây 6 tháng, ông từng tuyên bố công khai rằng nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào các khu dân cư của Nga, Nga sẽ buộc phải lập vùng địa quân sự. Ông nói, hiện giờ chúng tôi đã làm điều này. Ông lập luận, các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí tầm xa sẽ cần sự trợ giúp về vệ tinh, tình báo và quân sự của phương Tây. Vì vậy, phương Tây sẽ phải trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Olong ngày 28 tháng 5 cho biết, Chúng tôi đang thảo luận với các nước để lắp ráp tổ hợp Patriot và đào tạo kíp vận hành cho Ukraine. Hà Lan đang vận hành 4 tổ hợp Patriot để bảo vệ hải cảng Rotterdam, cơ sở có quy mô lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, bà Olong khẳng định Hà Lan chỉ có thể cung cấp các linh kiện cốt lõi của tổ hợp Patriot đang có trong kho. Giới chức Hà Lan đã xác định các quốc gia có thể đóng góp linh kiện và đạn tên lửa Patriot để lắp ráp thành tổ hợp rồi chuyển cho Ukraine. Bà Orlongrin nói: Chúng tôi phải sáng tạo. Các hãng quốc phòng đã cam kết đẩy nhanh sản xuất và cung cấp linh kiện thay thế. Chúng tôi tin vào điều đó. Bà Green khẳng định: Với sáng kiến của Hà Lan và việc các quốc gia tiềm năng có thể cung cấp linh kiện cùng đạn dược, chúng tôi có thể chuyển cho Ukraine ít nhất một tổ hợp hoàn chỉnh trong thời gian ngắn. Ukraine đang đề nghị các quốc gia phương Tây cung cấp thêm tổ hợp Patriot, trong lúc các đòn tập kích của Nga gây thiệt hại nặng cho hạ tầng năng lượng và cơ sở quan trọng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia không muốn chuyển tổ hợp Patriot hoàn chỉnh cho Ukraine do lo ngại điều này khoét hồng khoảng trống trong ô phòng không. Mối lo này đến từ việc tập đoàn Raytheon của Mỹ là hãng duy nhất chế tạo hệ thống Patriot và đang phải đáp ứng hàng loạt các đơn hàng của nước ngoài. Thời gian chờ đợi của mỗi đơn hàng có thể lên tới hơn 2 năm kể từ lúc đặt mua cho đến khi nhận hàng. Vừa qua, phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Rumani Klaus Iohannis cho biết vấn đề cung cấp hệ thống Patriot của Rumani cho Ukraine cần được thảo luận với các chuyên gia quân sự và phải được phê duyệt của hội đồng quốc phòng tối cao. Nhà lãnh đạo Romania nhấn mạnh, đó là một quá trình phức tạp liên quan đến một loạt vấn đề hậu cần và pháp lý. Romania chưa sẵn sàng cung cấp hệ thống này cho Ukraine và việc thảo luận công khai về vấn đề cụ thể này là không cần thiết. Trước đó, trong cuộc gặp với tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào đầu tháng 5, tổng thống Romania cho biết sẵn sàng thảo luận về khả năng chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất được coi là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất thế giới. Năm 2017, Rumani đã ký hợp đồng trị giá 4 tỷ đô la Mỹ để mua các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Lô hàng đầu tiên được chuyển giao vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện chỉ có một tổ hợp đang đi vào hoạt động và một tổ hợp khác đang triển khai. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cần phân tích về tính hợp pháp của chính phủ Ukraine. Ông Putin giải thích, Hiến pháp Ukraine quy định việc kéo dài quyền lực của Vekhodna Rada, tức là quốc hội, song không đề cập đến việc kéo dài quyền lực của Tổng thống. Cụ thể, Hiến pháp không quy định bầu cử Tổng thống sẽ kéo dài nếu không được tổ chức do tình trạng thiết quân luật. Hiến pháp Ukraine quy định việc chuyển giao quyền lực tối cao cho Chủ tịch Quốc hội trong trường hợp thiết quân luật. Như vậy, theo ông Putin, cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hiện nay ở Ukraine là Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội. Tổng thống Nga cũng lưu ý, Hiến pháp Ukraine chỉ quy định việc mở rộng quyền lực cho Quốc hội, mà không đề cập đến việc mở rộng quyền lực của tổng thống. Do vậy, quyền của tổng thống Ukraine nên được chuyển cho người đứng đầu quốc hội, bởi vì cơ quan có thẩm quyền hợp pháp duy nhất hiện nay ở Ukraine là quốc hội. Tổng thống Nga cho rằng có những thế lực ở nước ngoài giữ cho ông Zelensky tiếp tục nắm quyền và để ông cùng chính phủ của mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả những quy định không được lòng dân đã được đưa ra và chưa được đưa ra. Theo ông Putin, một trong những quyết định đó là việc tiếp tục hạ thấp tuổi nhập ngũ xuống 18. Theo ông, một thời gian sau, các đại diện của nhánh hành pháp Ukraine hiện tại sẽ bị thay thế bằng một chính phủ mới, không chịu trách nhiệm về những quy định như vậy. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh Ukraine nên tổ chức bầu cử sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã hết. Trước đó, ông Volodymyr Zelensky cho biết nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã được gia hạn vì tình trạng thiết quân luật của quốc gia. Ông Volodymyr Zelensky tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2019. Hiến pháp Ukraine quy định nhiệm kỳ của Tổng thống là 5 năm, nghĩa là ngày 20 tháng 5 năm 2024 là ngày cuối cùng ông Zelensky nắm quyền theo hiến pháp. Vào ngày đầu tiên sau khi nhiệm kỳ Tổng thống kết thúc, theo hiến pháp Ukraine, ông Zelensky cho biết vẫn đang tiếp tục các công việc cần thiết. Mặc dù vậy, vấn đề này đã gây chia rẽ trong dư luận Ukraine, một bộ phận cho rằng ông Zelensky vẫn là tổng thống vì chưa có tổng thống mới đắc cử. Một bộ phận khác cho rằng hiến pháp Ukraine quy định nhiệm kỳ 5 năm của tổng thống chứ không liên quan đến việc bầu tổng thống mới. Bên cạnh đó, câu hỏi liệu ông Zelensky có thể tại vị sau tháng năm hay không cũng đang được tranh luận ở Ukraine mặc dù không quá rầm rộ. Những người chỉ trích ông Zelensky cho rằng hiến pháp không cho phép mở rộng quyền lực của ông theo thiết quân luật. Tuy nhiên, theo các luật sư, việc gia hạn như vậy là hợp pháp và phù hợp với hiến pháp. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo tờ South China Morning Post, ngày 29 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các nước châu Âu cần gửi một thông điệp chung về mối quan ngại trước sự hỗ trợ của Trung Quốc với Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine ông campbell nói trong cuộc họp tại trụ sở nato ở thủ đô bruxelles nước bỉ rằng những gì chúng tôi thấy từ trung quốc không phải là một hay một vài công ty hỗ trợ nga đây là một nỗ lực toàn diện bền vững và được giới lãnh đạo trung quốc ủng hộ nhà ngoại giao mỹ cho rằng bắc kinh tìm cách vừa ủng hộ moscow vừa cố gắng duy trì quan hệ ngoại giao và kinh tế bình thường với châu âu quan chức này cho rằng hỗ trợ của trung quốc tạo ra năng lực cho nga không chỉ trên chiến trường ở ukraine mà còn có thể gây ra thách thức chiến lược đối với các nước khác ở châu Âu. Quan chức Mỹ lưu ý thêm để đáp trả hành động của Trung Quốc, châu Âu và Mỹ đã áp các lệnh trừng phạt trong một số trường hợp cụ thể. Ông Campbell nói, tôi hy vọng Mỹ và các nước trong NATO sẽ thực hiện những bước tiếp theo. Sau cuộc họp, tờ Politico Europe đưa tin, ông Campbell đã nói với một số nước châu Âu rằng việc duy trì mối quan hệ bình thường với Trung Quốc sẽ không thể nếu Bắc Kinh tiếp tục ngầm tiếp tay cho xung đột Nga-Ukraine. Trước đó không lâu, đài CNN đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp lệnh trừng phạt lên hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông vì ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Đây là một phần trong loạt lệnh trừng phạt nhắm vào tổng cộng gần 300 mục tiêu được Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 1 tháng 5. Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin các lệnh trừng phạt của họ nhắm vào những thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp thiết bị công nghệ, sản xuất và hàng không vũ trụ lưỡng dụng cho các thực thể có trụ sở tại Nga theo hãng tin Reuters, có 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông bị nhắm tới. Đây là một trong những hành động có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất chống lại các công ty Trung Quốc cho đến nay khi Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Ông Campbell từ chối tiết lộ bước tiếp theo của Mỹ có thể là gì. Ông nói, "Tôi nghĩ chúng tôi cần gửi tín hiệu rõ ràng tới Bắc Kinh rằng những bước đi mà Trung Quốc đang thực hiện là nguy hiểm cho sự ổn định lâu dài ở châu Âu." Ngày 28 tháng 5, Phó cố vấn an ninh quốc gia về kinh tế quốc tế của Nhà Trắng, Dalip Singh cho biết Mỹ và các đối tác sẵn sàng sử dụng những biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu để ngăn chặn thương mại trung nga đe dọa an ninh của họ trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Tháng 4 vừa qua, một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington đã thảo luận sơ bộ về biện pháp trừng phạt một số ngân hàng Trung Quốc nhưng chưa có kế hoạch triển khai. Chiến dịch vượt biên giới tấn công vào Kharkov mà Nga phát động cho thấy Ukraine thiếu nhân lực và khí tài nghiêm trọng, cùng khả năng phòng ngự kém. Khi Moscow bất ngờ vượt qua biên giới vài km ở khu vực Kharkov, tình báo Mỹ cũng đã vô cùng bất ngờ. Có thể nói, Nga đã giáng một đòn mạnh vào hệ thống tình báo quân đội Mỹ và khiến họ chợt nhận ra rằng hệ thống trinh sát của mình không hoàn hảo. Như vậy, về mặt kiểm soát tình hình tiền tuyến, Mỹ và phương Tây đã dần chuyển từ thế thống trị sang thế bị động, Hiện nay, Mỹ và phương Tây có hơn 300 vệ tinh dùng để trinh sát, trong đó có hơn 100 vệ tinh chuyên phục vụ tiền tuyến ở Ukraine. Trong những ngày đầu xung đột bùng nổ, sau đòn thọc sâu chớp nhoáng đến gần Kiev, các vệ tinh của Mỹ và phương Tây đã phát hiện ra những điểm yếu của Nga và lên kế hoạch cho Ukraine tiến hành một cuộc phản công dữ dội, gây thiệt hại lớn cho lực lượng Moscow. Nhưng hiện tại, khi Nga áp dụng các biện pháp đối phó tương ứng, hiệu quả trinh sát của quân đội Mỹ đã bắt đầu giảm đi đáng kể ngay cả hoạt động quân sự quy mô lớn do Moscow phát động ở Kharkov cũng không thể bị vệ tinh nhìn thấy được. Để tránh lặp lại tình huống khó xử như trên, Mỹ và phương Tây gấp rút đầu tư thêm vệ tinh và các lực lượng trinh sát khác để ra soát tiền tuyến, theo dõi, giám sát mọi hướng, nỗ lực thu thập thông tin trong thời gian thực nhằm giúp Ukraine tiếp tục kháng cự. Việc Mỹ và phương Tây tăng cường nỗ lực theo dõi, giám sát tiền tuyến vì các hoạt động quân sự gần đây của quân đội Nga đã vượt quá sự tính toán của họ khiến Ukraine phải lâm vào thế phòng ngự bị động trên khắp các mặt trận. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Lavrov dẫn lời các chuyên gia phương Tây cho rằng NATO nên giải tán sau khi Liên Xô tan rã và đối trọng của nó là khối hiệp ước Warsaw cũng không còn. Việc khối này còn tồn tại là sai lầm, nhưng thực tế là không ai có kế hoạch làm như vậy, ông nói. Theo ông Lavrov, nhà kinh tế khoa học chính trị người Mỹ, Jeffrey Sachs cũng có chung quan điểm về sai lầm khi không giải tán NATO vào thời điểm đó. Ông cho biết Bây giờ chúng tôi có thể chắc chắn lý do khiến NATO không bị giải tán chính là tham vọng không thể cưỡng lại của Mỹ nhằm duy trì quyền kiểm soát châu Âu thông qua liên minh quân sự này. Nga đã nhiều lần phản đối mở rộng NATO, coi đây là mối đe dọa an ninh quốc gia. Moscow mô tả NATO là công cụ đối đầu và gian đe nhằm vào Nga, đặc biệt quan ngại về khả năng Ukraine gia nhập liên minh. Nói mong muốn này của Kiev là một trong những lý do chính khiến xung đột bùng phát. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev và năm 2022 cũng từng cho rằng thế giới văn minh không cần một liên minh quân sự như NATO, họ nên an năn trước nhân loại và giải thể với lý do là tổ chức tội phạm. Tổng thống Putin đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thống Vladimir Putin nói, sự gia tăng căng thẳng liên tục này có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng ở châu Âu, đặc biệt là ở các nước nhỏ họ nên nhận thức họ đang chơi đùa với điều gì. Tuyên bố trên được đưa ra để đáp trả việc một số quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, kêu gọi cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Cụ thể, người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu, EU, Joseph Borrell, đã thúc giục các nước tìm cách cân bằng nỗi sợ gia tăng xung đột với nhu cầu của Ukraine có thể tự bảo vệ mình. AFP dẫn lời ông Borrell cho rằng, Kiev có quyền sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp để tiêu diệt các mục tiêu trên lãnh thổ Nga tổng thống nga cảnh báo các lãnh đạo châu âu nên nhớ rằng nhiều quốc gia trong khu vực có lãnh thổ nhỏ và dân số dày đặc họ nên lưu ý những vấn đề này trước khi bàn về việc tấn công sâu vào lãnh thổ nga đó là vấn đề nghiêm trọng đối với họ đồng thời nhấn mạnh dù ukraine là bên thực hiện những cuộc tấn công trách nhiệm vẫn sẽ thuộc về các nhà cung cấp vũ khí phương tây bởi họ muốn một cuộc xung đột toàn cầu ngoài ra tổng thống putin tin rằng các huấn luyện viên quân sự phương tây đã có mặt ở ukraine hoạt động bí mật với tư cách lính quân sự tư nhân nhưng việc các quốc gia như Pháp điều họ chính thức tới Ukraine sẽ là một bước gia tăng căng thẳng. Điều này theo ông là một bước nữa hướng tới xung đột nghiêm trọng ở châu Âu, hướng tới một cuộc xung đột toàn cầu. Pháp lâu nay vẫn bác bỏ các cáo buộc của Nga về việc lính quân sự tư nhân của Pháp ở Ukraine. Chính quyền Paris cho hay không loại trừ khả năng gửi các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine, nhưng khẳng định chưa làm như thế. Trước đó, Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo cũng khẳng định nước này sẽ viện trợ vũ khí cho Kiev theo khuôn khổ thỏa thuận an ninh vừa ký kết, bao gồm tiêm kích F-16. Tuy nhiên, ông nói F-16 do Bỉ cung cấp sẽ chỉ được phép sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Còn về Thụy Điển, Bộ trưởng Quốc phòng Pan Johnson nói rằng các đối tác đề nghị nước này hoãn lại kế hoạch gửi tiêm kích Gripen cho Ukraine vì mọi sự tập trung đang dồn vào nỗ lực cung cấp cho chính quyền Kiev tiêm kích F-16. Ngoài ra, chính phủ Italia cũng đã phản đối lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg liên quan đến việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga. Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini thậm chí còn cảnh báo ông Stoltenberg nên rút lại tuyên bố của mình, xin lỗi hoặc từ chức. NATO không thể ép chúng tôi giết người ở Nga, cũng như không ai có thể buộc chúng tôi đưa binh sĩ Italia sang chiến đấu hoặc chết ở Ukraine. Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani tỏ ra thận trọng hơn chỉ trích việc ông Stoltenberg công bố vấn đề mà các quốc gia thành viên chưa thống nhất. Chúng tôi là một phần không thể thiếu của NATO, nhưng mọi quyết định phải được đưa ra với sự thống nhất chung. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto lặp lại quan điểm trên, nói rằng việc gia tăng căng thẳng là sai lầm trong một tình huống vốn đã nóng bỏng và kịch tính. Trong khi tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, Ngoại trưởng Crosetto nhấn mạnh sự cần thiết phải để ngỏ khả năng đàm phán về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình trong những tháng tới. Trước đó, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cũng phản ứng với lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Stoltenberg, bày tỏ sự bối rối trước tuyên bố của ông. Tôi không hiểu tại sao ông Stoltenberg lại nói như vậy. Tôi đồng ý rằng NATO phải giữ vững lập trường và không thể hiện dấu hiệu yếu kém, nhưng đã có nhiều tuyên bố đáng nghi ngờ, trong đó có cả từ Tổng thống Pháp. Tôi đề nghị mọi người nên thận trọng hơn. Theo đài RT của Nga, trong sự kiện do Viện Brookings tổ chức tại Washington, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Kinh tế Quốc tế của Nhà Trắng, Dalip Singh đã được hỏi rằng liệu Mỹ có nên áp thuế đối với mọi mặt hàng xuất khẩu của Nga trong khuôn khổ lệnh trừng phạt Nga hay không? Ông Shin trả lời rằng lịch sử của các lệnh cấm vận thương mại không phải là một lịch sử vĩ đại. Nhưng trong phạm vi mà Nga đang chuyển đổi hoàn toàn nền kinh tế thành một nhà máy phục vụ cho chiến tranh, chúng ta sẽ đi đến điểm mà trên thực tế đó là nơi kết thúc. Đáp lại, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã viết trong một bài đăng trên Telegram rằng không có lệnh cấm vận hay trừng phạt nào có thể phá vỡ nền kinh tế Nga. Ông Antonov nói và nhấn mạnh sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Moscow. Không điều gì có thể khiến Nga đi chảy khỏi con đường nguyên tắc của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng kinh tế, xã hội và công nghiệp của đất nước mình. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù Nga là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới, nhưng tổng sản phẩm quốc nội GDP vẫn tăng 3,6% và cao hơn mức trung bình toàn cầu năm 2023. Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán GDP sẽ tăng trưởng từ 2,5% đến 3,5% trong năm nay. Đại sứ Nga nhấn mạnh, giới chức Mỹ không nên tự hào khi đưa ra những tuyên bố về lệnh cấm vận này. Ông cho hay về bản chất, Mỹ đang công khai phát tín hiệu sẵn sàng phá hủy hoàn toàn các mối quan hệ kinh tế toàn cầu đã được thiết lập. Theo ông Antonov, các nền kinh tế đang phát triển và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đang phải gánh chịu tình trạng gián đoạn bởi hơn 4.500 lệnh cấm do Washington áp đặt đối với các cá nhân và công ty trên toàn cầu kể từ tháng 2 năm 2022 khi Nga triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine. Ông lưu ý, các lệnh trừng phạt của Mỹ đang kích động Nga và các nước khác đáp trả, từ đó làm tăng nguy cơ xung đột thương mại toàn cầu và làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã tồi tệ giữa Moscow và Washington. Hiện nay, ít nhất 2.173 công ty nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga, trong khi khoảng 1.600 công ty đã rời hoàn toàn hoặc giảm hoạt động ở thị trường này cũng trong diễn biến liên quan. Trước đó, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, bởi vì cho rằng các công ty này có liên quan đến việc hỗ trợ Nga trong xung đột ở Ukraine. Mỹ cáo buộc những doanh nghiệp này đã xuất khẩu sang Nga các mặt hàng có thể giúp chế tạo máy bay không người lái UAV như cánh quạt, động cơ và cảm biến, cũng như những công nghệ vi phạm các lệnh trừng phạt trước đây chống Moscow. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố Bộ Tài chính liên tục cảnh báo rằng các công ty sẽ phải đối mặt với những hậu quả đáng kể khi cung cấp hỗ trợ vật chất cho xung đột của Nga tại Ukraine. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS hôm nay thông báo đã phát hiện vụ phóng nghi là khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nói thêm rằng các quả đạn bay khoảng 350 km trước khi lao xuống vùng biển phía đông bán đảo. GCS cho hay đây là hành động khiêu khích đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên. Nói thêm rằng Hàn Quốc đang phân tích chi tiết về vụ phóng cùng Mỹ và Nhật Bản. Văn phòng thủ tướng Nhật Bản nói rằng các quả đạn đều rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Trước đó một ngày, quân đội Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên thả hàng trăm bóng bay mang theo chất thải rác vào lãnh thổ nước này. Hồi cuối tuần trước, Bình Nhưỡng đã cảnh báo sẽ trừng phạt Seoul bằng cách thả những đống giấy vụn và rác thải xuống khu vực dọc theo giới tuyến. Cũng trong hôm 30 tháng 5, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sau khi ông cho rằng việc Triều Tiên phóng một vệ tinh quân sự sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là trái với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên gần đây nhất đã thất bại do tầng đầu tiên của tên lửa đẩy nổ tung trong lúc bay. Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã góp mặt trong hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Seoul, Hàn Quốc lần đầu tiên sau hơn 4 năm. Nói về sự kiện này, Triều Tiên lên tiếng cho rằng việc thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong thượng đỉnh Hàn, Nhật, Trung là hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng. Tổng thống Jun Suk-jeon và Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh kế hoạch phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Nhật Bản Kishida nhấn mạnh Chúng tôi đặc biệt yêu cầu Triều Tiên ngừng hoạt động phóng vệ tinh này. Trong khi đó, thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi các nước liên quan kiềm chế để giảm căng thẳng. Ông Lý nhắc nhở trong cuộc gặp rằng Trung Quốc đã liên tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và đang thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề tại đây. Các bên liên quan nên kiềm chế và ngăn chặn tình hình xấu đi và trở nên phức tạp hơn. Trong 3 tuần, gần 1 triệu người đã phải rời khỏi Rafa thành phố phía nam giải Gaza. Bất chấp làn sóng chỉ trích gây gắt của cộng đồng quốc tế, xe tăng của quân đội Israel hôm 28 tháng 5 đã tiến vào trung tâm thành phố Rafah, lần đầu tiên sau gần 8 tháng xung đột diễn ra tại đây. Nhiều người dân tuyệt vọng tìm đường tháo chạy khỏi Rafah khi xe tăng của quân đội Israel tiến vào trung tâm thành phố. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, UNOCHA, ít nhất 940.000 người đã phải di rời khỏi Rafah khi tình hình chiến sự tại đây không có dấu hiệu suy giảm. Nhiều nhân chứng cũng cho biết đã nhìn thấy các xe tăng xuất hiện gần thánh đường Anada, công trình biểu tượng tại trung tâm thành phố. Khu vực Ten An Sultan, nơi xảy ra vụ không kích thảm khốc đêm 26 tháng 5 giờ địa phương, khiến hàng chục người thiệt mạng vẫn bị ném bom dữ dội. Xe tăng bắn phá mọi nơi ở Ten An Sultan, nhiều gia đình phải bỏ nhà cửa trong đêm. Hơn 100 xe tải viện trợ đã đến được giải Gaza sau khi có thỏa thuận định tuyến lại hàng viện trợ qua cửa khẩu Kerem Salom giữa Israel và Gaza song chưa thể phân phát do xung đột vẫn căng thẳng. Hoạt động phân bổ viện trợ càng thêm gián đoạn khi Mỹ đã thông báo ngừng vận chuyển các chuyến hàng nhân đạo vào giải Gaza do cầu tàu viện trợ bị hư hại bởi sóng biển. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định không còn nơi nào an toàn ở Gaza. Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ cuộc không kích của Israel nhằm vào một khu liều trại của người Palestine lánh nạn tại thành phố Rafah, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thừa nhận vụ việc là một sự cố thảm họa. Ở Rafa, chúng tôi đã sơ tán khoảng 1 triệu dân thường và mặc dù đã nỗ lực hết sức để không làm tổn hại tới người dân, nhưng không may là đã xảy ra sai sót nghiêm trọng. Chúng tôi đang điều tra vụ việc và sẽ đưa ra kết luận vì đây là chính sách của chúng tôi. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp trong ngày 28 tháng 5 giờ New York sau vụ tấn công của Israel vào Rafa. Cùng ngày, các bộ trưởng ngoại giao EU tại Bruxelles, Bỉ đã lần đầu tiên có cuộc thảo luận quan trọng về việc trừng phạt Israel nếu nước này không tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế. Liên minh châu Âu-EU đã nhất trí về nguyên tắc khôi phục phái bộ dân sự của khối này tại thành phố Rafah. Các nước thành viên EU cũng ủng hộ việc mở một cuộc họp để yêu cầu Israel giải thích về cuộc tấn công ở Rafah, bất chấp phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại đây. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Thuk hối thúc Israel tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế và chấm dứt kế hoạch quân sự tại Rafah. Mỹ kêu gọi Israel thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường. Phía Mỹ khẳng định đang tích cực phối hợp với lực lượng phòng vệ Israel, IDF và các đối tác trên thực địa để đánh giá tình hình. Ông Matthew Mueller, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát bi thảm ở Rafah gần đây. Ngay khi Mỹ nhận được báo cáo về vụ việc này, chúng tôi đã liên hệ với chính phủ Israel để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những gì đã xảy ra, kêu gọi họ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện hàng loạt quốc gia như Canada, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng lên án Israel, đồng thời yêu cầu điều tra vụ tấn công gây nhiều thương vong vào đêm ngày 26 tháng 5 ở Rafah. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren ngày 28 tháng 5 cho biết, chúng tôi đang thảo luận với các nước để lắp ráp tổ hợp Patriot và đào tạo kỹ vận hành cho Ukraine. Hà Lan đang vận hành 4 tổ hợp Patriot để bảo vệ hải cảng Rotterdam, cơ sở có quy mô lớn nhất châu Âu Tuy nhiên, bà Green khẳng định Hà Lan chỉ có thể cung cấp các linh kiện cốt lõi của tổ hợp Patriot đang có trong kho. Giới chức Hà Lan đã xác định các quốc gia có thể đóng góp linh kiện và đạn tên lửa Patriot để lắp ráp thành tổ hợp rồi chuyển cho Ukraine. Bà Green nói: "Chúng tôi phải sáng tạo. Các hãng quốc phòng đã cam kết để nhanh sản xuất và cung cấp linh kiện thay thế. Chúng tôi tin vào điều đó." Bà Green khẳng định với sáng kiến của Hà Lan và việc các quốc gia tiềm năng có thể cung cấp linh kiện cùng đạn dược. Chúng tôi có thể chuyển cho Ukraine ít nhất một tổ hợp hoàn chỉnh trong thời gian ngắn. Ukraine đang đề nghị các quốc gia phương Tây cung cấp thêm tổ hợp Patriot trong lúc các đòn tập kích của Nga gây thiệt hại nặng cho hạ tầng năng lượng và cơ sở quan trọng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia không muốn chuyển tổ hợp Patriot hoàn chỉnh cho Ukraine do lo ngại điều này khoét hồng khoảng trống trong ô phòng không. Mối lo này đến từ việc tập đoàn Raytheon của Mỹ là hãng duy nhất chế tạo hệ thống Patriot và đang phải đáp ứng hàng loạt các đơn hàng của nước ngoài. Thời gian chờ đợi của mỗi đơn hàng có thể lên tới hơn 2 năm kể từ lúc đặt mua cho đến khi nhận hàng. Vừa qua, phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Rumani Klaus Iohannis cho biết vấn đề cung cấp hệ thống Patriot của Romania cho Ukraine cần được thảo luận với các chuyên gia quân sự và phải được phê duyệt của Hội đồng Quốc phòng tối cao. Nhà lãnh đạo Rumani nhấn mạnh đó là một quá trình phức tạp liên quan đến một loạt vấn đề hậu cần và pháp lý. Rumani chưa sẵn sàng cung cấp hệ thống này cho Ukraine và việc thảo luận công khai về vấn đề cụ thể này là không cần thiết. Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào đầu tháng 5, Tổng thống Rumani cho biết sẵn sàng thảo luận về khả năng chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất được coi là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất thế giới. Năm 2017, Rumani đã ký hợp đồng trị giá 4 tỷ đô la Mỹ để mua các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ lô hàng đầu tiên được chuyển giao vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện chỉ có một tổ hợp đang đi vào hoạt động và một tổ hợp khác đang triển khai. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.